Quý vị và các bạn thân mến, ngồi kế bên tôi đây là hai cô gái xinh đẹp, là những hit maker mà họ thường ra những bài hát mà phải nói rằng là luôn luôn nằm trên top trending, thứ hạng cao mà còn nhiều ngày nữa cơ chứ. Cho hỏi là bí quyết của hai bạn là gì? Ai muốn trả lời trước nè? Chi đi. Sao cơ, em nói gì? Kinh lao đắc thọ ạ. Ơ, chị. Kinh lao đắc thọ nó không chịu nha. Nói chung là sống 20 thì mọi người cũng biết rồi, đúng không ạ? Tự nhiên nó cứ lặn xuống một cách mà khó hiểu vậy Giang. Em không cần quét như vậy với thì tỏ ra là mình hiền hậu đó em, bình thường đi. Sống 20 thì mọi người cũng biết rồi, chỉ có những người thực sự là trẻ trung và có cái gương mặt, cái tính cách, cái sự nghiệp nó rực rỡ như độ tuổi 20 thì mới được mời tới đây, đúng không ạ? Cho nên là em nghĩ rằng cái bí quyết thì không có bí quyết, bởi vì có những người sinh ra cái số phận của họ nó phải nằm ở trên top 1 trên đỉnh này. Thì ok. Dạ. Ok. Có những cái lúc thực sự mình không nghĩ gì chứ nó. Để khi nào cái bài nào em ra mà không nằm trên top 1 là nhắn tin cho em nha. Đây là một cặp đôi đã thành đôi và họ sắp sửa tổ chức đám cưới để gọi nhau là vợ chồng sau một chương trình truyền thực tế hoàn toàn có thật đến từ người ấy là ai. Một tràng vỗ tay. Khoan chưa xong nha, hai bạn này là trong chương trình của mình đúng không anh? Cho rằng bắt tay cái đi chứ ngồi hai mùa rồi ế quá. À lấy hơn. Lấy hơn cái được không? Giang, em không cần phải làm như vậy. Chúc mừng hai bạn không thể tin nổi là thành công vậy luôn. Cho rằng bắt tay cái chứ rằng ngồi hết chương trình này, chương trình kia không có ai trơn. Dẫn luôn đi em, dẫn chương trình luôn đi em. Dạ không ạ, em lấy hên chút thôi. Em đứng yên đó, anh không cho em về, em đã lỡ ra thì em đứng đây. Em đâu phải muốn rút là rút với tôi được, em đứng yên ở đây. Chúc cho hai em sẽ hạnh phúc, giữ vững cái hạnh phúc cho nhau. Để cho Giang thấy được rằng là rờ là hên liền. Thì cũng giới thiệu em, một nam thần mà em đã lựa chọn trong tập của em. Anh thấy cái anh ấy cũng ngồi đâu đây. Đây, mời bạn qua đây. À, đây, xoái ca của em đây. À, ủa anh, ngày đầu năm mà giao thừa tới nơi mà ngày đó nhớ là em chọn sai mà đúng không? Sai phải không? Sai, anh đó lúc đó có người yêu rồi. Em ơi, chưa chắc bây giờ người ta còn người yêu. Em phải hiểu vạn vật đều thay đổi theo thời gian. Chết. So, can you introduce yourself one more time? Xin chào, mình tên là Huy Trần. Mình có tham gia Người Là Ai của mùa 1. Rất may là được Giang chọn Huy, nhưng mà thời đó là Huy vẫn có người yêu. But now I'm single. See, quý vị thấy hơn không? Rờ cái là hên liền, ngay lập tức quý vị thấy không? Câu được ước thấy, hồi đó người ta màu đỏ. Theo thời gian đỏ nó phai màu, nó lợt dần, bây giờ nó qua xanh lá lại, đúng không? Single now. Em biết phải làm gì rồi chứ? Kỳ thời tới, thời chị tới. Thời chị tới rồi các em ơi. Would you like to have a dinner with the most beautiful singer? If she don't mind. If she don't mind. I really want. Dắt nhau về bàn ngồi riêng để hẹn đi, có cuộc hẹn đi, ok? Rồi hai người dắt nhau về bàn đi, rồi tự hẹn nhau đi nhá. Ăn ở đâu hẹn? Ở nhà hàng Ama 23 Tôn Đức Thắng quận nhất nha em. Chỗ đó ăn ngon lắm. Khủng khiếp thiệt quý vị. Rờ một cái là có liền. Đức qua rờ. Xin lọc. xin lọc. Xin lọc. Trời ơi trời. Hiền Hồ ơi, Đức xin lọc nha. Thưa quý vị, một lát nữa mình sẽ được gặp Hiền Hồ trong chương trình của mình, để xem coi là Đức rờ là lọc có tới hay không nha quý vị nhá. Đây nè, bạn này đây nè. Sao rồi, em còn độc thân không? Em vẫn còn độc thân. Gì á, gì á Ngọc? Người ta có người yêu rồi nha. Cái này ông bà gọi là trơ trẽn nè. Cái ghế này của em mà. Trời Minh ơi, mình đón giao thừa mình ơi. Ngọc ơi, sóng xuân chứ không phải là lễ cưới tập thể nha chị. Em ơi, đây là sóng xuân chứ không phải là sướng rồi xong em. Nha, em làm sao vậy? Got a ring I can borrow? Yes, you have a ring? Yes. Okay. Okay, we can do that with you. Tan, may I trust you and ask you to hold this at Oh, I don't trust myself. This is the key of my car and okay. I want maybe... Yes, Jennifer. Okay, stand there, that's perfect. Jennifer, you have a ring I can borrow? Yeah. I like your dress, it's very brilliant. Jennifer, slowly the ring will disappear. I will not make it disappear, you will make it disappear. One, two, three. Where is my ring? It's back on your finger. No.
It should be. Yeah. Oh, sometimes it doesn't work. Sorry. Bye bye. Bắt cái nhẫn nha. Ừ. Mày đạt tài lanh tài khôn đó. Mai ring. Ừ. Mary ring. Mary ring. Trời ơi. So, Tan, may I ask you? So I go very, very slowly so everybody can see that inside. Can you see the ring is already there? I go very, very slowly. Hope you will see it. Put your two hands like this. Why? Looks like. Can you take it off? Đúng không? I don't know, Mary, diamond. Diamond, trời ơi, tham thiệt. Dễ sợ thiệt chứ. Đưa cái nhẫn đồng đó, đưa nói tại diamond. Thiệt tình. Oh my God, impressive. Thank you. Thank you. Thank you. Sống 20, 19 giờ 15 đêm giao thừa trên kênh HTV2 V Channel, V Giải trí, V Drama và ứng dụng V On.